Cái này cây nu bồ công nha bạn. Cái này chiều cao nó được chắc khoảng 17 cm à. Cái này cái hoành nó được 20. Cái này hồi xưa người ta có nuôi nữa bạn, người ta có chuyển nhịp nè. Nuôi một cái ngọn lớn à, giờ chuyển nhịp vô nuôi loại nè. Cái này nói chung nó thần à, đế đâu nó cũng thần à. Cái này mình không có gửi chậu nha bạn. Già cây kìa. Bồ công nhưng mà cây tơ nó không có nu luôn nha bạn. Mấy dòng cây tơ làm mini thì nó không có nu, lên phơm lớn thì nó mới có nu nhiều. Bồ công nha bạn. Bồ công. Mấy cái này nuôi hồi xưa người ta nuôi người ta bỏ đi cũng lâu lắm. Mấy cái chốt cành chỗ này người ta cái. Có chút ngọn cỡ hút. Di chuyển nhịp vô, mình về mình đục vét lại mấy cái thèo. Nuôi bồ công. Đang bán mấy cây nhỏ bạn. Vậy bạn nuôi tiếp ra mấy cái tược uống vô tiếp.